Bạn tốt nghiệp cấp 2, bạn tốt nghiệp cấp 3, bạn muốn lựa chọn một nghề để lập nghiệp hay đơn giản chỉ muốn học vì đam mê, hãy đến với Dạy Nghề Thanh Xuân. Cơ sở dạy nghề của chúng tôi được thành lập từ năm 1991 với bề dày gần 30 năm đào tạo trên 3 vạn học sinh, có hơn 20 ngành nghề cho các bạn lựa chọn. Tên mình là Phan Trung Kiên, mình sinh năm 1976 thì cũng qua rất nhiều cái tìm hiểu và giới thiệu thì mình lựa chọn cái trường dạy nghề Thanh Xuân. Còn về trường nghề Thanh Xuân thì là một trường có tâm có tầm, đã giúp rất nhiều học sinh có được một cái nghề mình mong muốn. Tìm hiểu thông tin trên mạng và trên các trang báo thì mình thấy Trung tâm Dạy Nghề Thanh Xuân là một trường có tiếng từ trước đến nay và mình đã theo học trường được gần 1 năm. Lớp của chúng mình thì có thầy Luyến là thầy phụ trách chính. Thầy là một người thầy tận tâm, tận lực, luôn luôn giúp đỡ học sinh trong học tập. Có gì không biết thì thầy sẽ chỉ dạy. Các bạn, mình là Trần Trọng Hiếu, mình sinh năm 1993. Mình học nghề điện lạnh của lớp thầy Cường ở Trung tâm Dạy Nghề Thanh Xuân 93 Nguyễn Tuân. Mình học ở đây đã được 6 tháng. Mình học thấy Trung tâm thầy Cường và thầy Mão dạy nghề rất là nhiệt huyết và tận tâm với học sinh, chỉ bảo tận tình. Các thầy ở đây thì rất là tận tình với học sinh, dạy đến đâu thì thực hành đến đó. Với nghề thầy của em là thầy Luyến thì thầy dạy cái rất sát thực tế, không bị nếu như có việc gì không hiểu thì có thể hỏi thầy, thầy sẽ giải đáp tận tình. Tận tình truyền kiến thức và kinh nghiệm trên thực tế của thầy, học sinh chúng mình đã tiếp thu được rất nhiều và có thể áp dụng ngoài thực tế trong công việc bên ngoài. Thầy Hương là người dạy lý thuyết rất là tốt và nhiệt tình. Thầy Huyến thì dạy thực hành rất là chu đáo, tỉ mỉ cho học sinh. Hai thầy rất nhiệt tình với bọn mình, chỉ nhiệt tình, giúp đỡ nhiệt tình. Trong cái quá trình học ở trường là tôi đã mở cửa hàng và tôi đã đi làm, và cái giáo trình của trường nó rất là sát thực với thực tế, với những cái là nguyên lý cũng như là cái nội dung chương trình là nó phù hợp với lại cái thiết bị là tôi đang sửa chữa ngay tại bây giờ. Chương trình có dạy của nhà trường thì rất thực tế, bám sát được vào với môi trường với ngành nghề mình học. Mình đã học được rất nhiều từ trường, từ lớp. Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân 93 Nguyễn Tuân có rất nhiều vật tư thực hành sát với thực tế. Mình đi học, mình đã có thể làm được việc ở bên ngoài. Trang thiết bị thì của nhà trường thì rất là đầy đủ, học thì rất là bài bản. Vật tư thì rất là đầy đủ. Thiết bị ở đây thì vẫn là đều là thiết bị dùng được hết, các bạn nên các bạn yên tâm hết về mọi vấn đề vật tư ở đây. Dự định sau này của mình khi ra trường là sẽ đi làm học tập về nghề ô tô, sau đó thì có thể mình sẽ mở một cái xưởng. Tương lai của mình sẽ ra ngoài đi làm, học một số kinh nghiệm bên ngoài và sau này mở một cửa hàng nhỏ tại quê nhà. Và dự định sau khi ra trường của em sẽ bắt đầu một công việc liên quan đến nghề ở các xưởng ô tô. Dự định của mình học xong thì sẽ đi làm ở một số nơi để lấy thêm kinh nghiệm và về nhà sẽ đi làm và phục vụ cho cuộc sống sau này. Mình có lời khuyên dành cho tất cả các bạn là hãy chọn cho mình một công việc và một nghề ổn định theo đam mê của mình. Chúc các bạn thành công. Lời khuyên của mình đối với các bạn trẻ là nên chọn cái trường dạy nghề Thanh Xuân, là một môi trường rất là lý tưởng để cho các bạn bước vào nghề và bước vào đời.
Mình khuyên các bạn lên tuổi trẻ còn dài, mình nên chọn một nghề nào đó phù hợp với mình để đảm bảo cho cuộc sống tương lai. Chúc các bạn thành công. Mình có lời khuyên với các bạn là các bạn, những ai chưa định hướng được cho mình một cái nghề thì mình hay là công việc gì đấy thì các bạn lên đến Trung tâm Dạy Nghề Thanh Xuân, địa chỉ là 93 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Mình có lời khuyên với các bạn là mình đã từng học đại học nhưng mà nghề nghiệp không ổn định, thu nhập thì chưa đủ mong muốn của bản thân mình, nên mình đã chọn cách đi học nghề để làm thêm một cái nghề nữa để kiếm sống, thu nhập, nâng cao khả năng bản thân. Thông tin mình vừa chia sẻ thì mình mong các bạn đến với ngôi trường Dạy Nghề Thanh Xuân vì đây là một con đường rộng mở cho các bạn sau này. Các bạn nào có nhu cầu mà học về định lệnh công nghệ ô tô thì đến 93 Nguyễn Tuân để đăng ký.